thần tài ghé thăm. Đây là top những con giáp giàu có nứt đố đổ vách trong ngày mùng 4 tháng 2 âm lịch năm 2024. Xin được chúc mừng các con giáp có tên dưới đây. Bởi trong ngày mùng 4 tháng 2 âm lịch, ngày Ất Hợi, các bạn sẽ được cát tinh nó chiếu mệnh, nên cuộc sống cũng sẽ thay đổi theo cái chiều hướng tích cực. Với những người làm ăn kinh doanh thì cái việc bán hàng sẽ vô cùng là thuận lợi, hàng hóa cứ liên tục được xuất kho. Chính vì thế mà tiền bạc được sinh sôi nảy nở. Còn đối với những người làm hưởng lương thì con đường quan lộ của các bạn cũng được thênh thang mở rộng, sự nghiệp có nhiều cái bước tiến lớn, đáng kể. Các bạn chỉ cần cố gắng một chút, kiên trì và nỗ lực thì sớm ngày cũng sẽ gặt hái được những cái thành công như mong đợi. Và một lần nữa xin được chúc mừng những con giáp được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên trong ngày 4 tháng 2 âm lịch ngày Bính Tý. Đó là những tuổi sau đây. Thưa quý vị, đầu tiên chúng ta biết ngày 4 tháng 2 âm lịch nó là ngày Bính Tý đúng không ạ? Chúng ta cùng diện là Tý Sửu nhị hợp. Vì thế mà những người tuổi Sửu sẽ là con giáp may mắn đầu tiên trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, vừa được cục diện là Tý Sửu nhị hợp, vừa được cục diện là Hợi Tý Sửu là tam hội, được cả tam hội và cái cục diện lục hợp nó tương trợ giúp đỡ, vậy nên những người tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều cái may mắn trên con đường quan thăng quan tiến chức của mình. Vì đã hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao nên các bạn sẽ có cơ hội được cất nhắc lên những cái vị trí cao hơn tương xứng với cái năng lực của mình. Nói chung ấy, trong ngày hôm nay thì những người tuổi Sửu nói chung vận khí thì hanh thông, mưu sự dễ thành, công việc thì đạt được cái hiệu suất cao, mở ra nhiều cái cơ hội thăng tiến không ngừng trong tương lai. Có thể nói thì đây là một cái thời điểm mà bản mệnh có thể thụ hưởng những cái thành quả xứng đáng với cái nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của mình trong suốt thời gian vừa qua. Công việc diễn ra thuận lợi, hợp tác làm ăn thì cũng khá là vui vẻ, thu được nhiều cái thành quả đáng nể, kinh doanh buôn bán thì một vốn bốn lời, ký được rất nhiều cái hợp đồng lớn. Có điều quý vị hãy luôn nhắc nhở bản thân đừng có ngủ quên trên đỉnh vinh quang, cũng chớ vội sớm đắc ý mà hút cái vận tiểu nhân bị gì vây hãm bởi thị phi rắc rối. Thêm nữa, trong thời gian này thì những người làm kinh doanh buôn bán cũng nên tranh thủ ký kết hợp đồng trong ngày hôm nay. Đó. Các bạn nên đưa ra những cái quyết định dứt khoát chứ đừng có chần chừ do dự, kẻo cơ hội nó lại vụt bay qua mất. Đối tác của các bạn ở trong thời điểm này cũng là những người mà khá là đáng tin cậy. Bên cạnh đó, cùng với công việc thuận lợi thì cái tài vận của những người tuổi Sửu cũng được khởi sắc lên trông thấy. Nói chung ấy, trong ngày hôm nay thì tài tinh rực chiếu, chính tài không chỉ ổn định mà còn có xu hướng gia tăng. Điều này đồng nghĩa với cái cơ hội tăng lương thăng chức đang cận kề, các bạn hãy chủ động nắm bắt lấy. Thêm nữa, lại được cục diện nhị hợp nó đưa đường chỉ lối, nên là cái vận trình nhân duyên của những người tuổi Sửu lại càng tốt đẹp hơn. Những người độc thân thì có nhiều cái cơ hội tìm kiếm được cái đối tượng ưng ý. Chỉ cần các bạn muốn, các bạn sẽ có vô số cái vệ tinh nó vây quanh. Vậy nên quý vị hãy cứ trân trọng những cái người mà các bạn gặp nếu có dịp đi gặp mặt trò chuyện với nhau. Trong số đó, có người cũng sẽ phù hợp với các bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vì thế, để gia tăng thêm cái vận trình nhân duyên và may mắn tài lộc, thì những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu, đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai trong ngày 4 tháng 2 âm lịch thì không ai khác đó chính là những người tuổi Thìn. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì những người tuổi Thìn được cục diện là Thân, Tý, Thìn là tam hợp. Nói chung, nhờ cái cục diện tam hợp được giúp sức mà những người tuổi Thìn cũng không phải lo lắng gì về công việc trong ngày hôm nay. Thậm chí là các bạn cũng không phải cố gắng quá sức vì đi đâu cũng nhận được cái sự giúp đỡ của mọi người. Trong thời gian này, những người trời tuổi còn có thể nhận được cái sự chỉ điểm của quý nhân. Vậy nên quý vị hãy luôn giữ cái thái độ khiêm tốn học hỏi. Rồi các bạn cũng sẽ được truyền dạy cho những cái kinh nghiệm quý giá để áp dụng vào thực tế, công việc, tránh được những cái nguy cơ trước mắt. Thêm nữa, bản mệnh cũng đón một cái ngày mới với nhiều cái may mắn, cát lành. Nói chung, đây cũng là một cái cơ hội. Bản mệnh cũng nên để tập trung và luôn ở trong cái tư thế là sẵn sàng chiến đấu để không bỏ phí, không bỏ lỡ mất cái cơ hội ngàn năm có một này. Bên cạnh đó, cái phương diện sự nghiệp thì nhờ có cái cục diện tam hợp Thân, Tý, Thìn nó hỗ trợ
mà các bạn bắt tay vào việc gì cũng gặp được cái thuận lợi, hanh thông. Các mối quan hệ xã giao cũng lành mạnh, khiến cho các bạn nhận được nhiều cái sự ủng hộ, giúp đỡ của mọi người. Thêm nữa, tài lộc của những người tuổi Thìn trong thời gian này cũng có những bước tăng tiến đáng mừng. Đấy, các bạn gặp gỡ và giữ được quan hệ với những đối tác đầy triển vọng. Vậy nên quý vị hãy nhanh chóng ký kết những hợp đồng với đối phương, đôi bên có thể cùng hợp tác với nhau và gì kiếm một cái khoản tiền bội thu về tay. Thưa quý vị, với những người tuổi Thìn thì không chỉ tài vận hanh thông mà cái chuyện nhân duyên cũng vô cùng là tốt đẹp. Đấy, bạn và người ấy được cục diện là thân tí thìn tam hợp nên là nó cũng sẽ gì giúp cho cái vận trình tiền bạc hanh thông. Các mối quan hệ nhân duyên cũng sẽ được gì tốt đẹp không kém do được cục diện quý nhân tam hợp nó tương trợ giúp đỡ. Vậy nên là gì đôi khi gặp những cái mâu thuẫn, gặp những cái xích mích thì cũng dễ dàng được giải quyết. Nói chung ấy, trong chuyện yêu đương thì các bạn cũng phải nên lắng nghe đối phương nhiều hơn, đừng tự cho mình là nhất và muốn chi phối cái nửa kia ở mọi việc. Quý vị muốn quan hệ nó ổn định thì hai người phải biết tôn trọng lẫn nhau, thì đó là cái triết lý của những người tuổi Thìn để giúp cho cái vận trình tình cảm, tài lộc nó được thăng tiến tốt đẹp hơn. Và để gia tăng thêm cái may mắn và bảo vệ hạnh phúc của mình thì những người tuổi Thìn cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân, tí, thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn nhé. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba không ai khác đó chính là những người tuổi Thân. Trong cái ngày 4 tháng 2, ngày Bính Tý thì những người tuổi Thân cũng được cục diện là Thân, Tý, Thìn là tam hợp. Bên cạnh đó, những người tuổi Thân lại được thiên tài nó nâng bước. Vậy nên tuổi Thân sẽ có một cái túi tiền rủng rỉnh, không phải lo đến cái chuyện chi tiêu. Đặc biệt, nếu các bạn là những người dành thời gian cho các công việc tay trái, thì nay cũng là lúc các bạn nhận được tiền công xứng đáng. Thêm nữa, lại được cục diện quý nhân tam hợp nó tương trợ, nó giúp đỡ. Mà trong ngày hôm nay, những người tuổi Thân cũng sẽ được thuận lợi hơn trước rất là nhiều. Những khó khăn trước đây cũng đều được tháo gỡ, nên các bạn cũng sẽ nhanh chóng tìm ra những cái giải pháp thay thế cho những cái sai sót trước đây. Cái việc kinh doanh buôn bán của các bạn nói chung này cũng gì đang có nhiều cái dấu hiệu rất là tích cực. Tuy nhiên, khi mà có những cái quyết định quan trọng thì các bạn cũng không nên nhìn ở cái hiện trạng mà nên tìm hiểu kỹ về cái nguyên nhân gốc rễ trước đó trước khi đưa ra những quyết định. Bên cạnh đó, vận trình công việc suôn sẻ còn gì một phần là do các bạn có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực mà mình đang theo đuổi. Nhờ đó mà các bạn đánh giá vấn đề hay là giải quyết những cái sự cố bất ngờ xảy ra một cách nhanh hơn. Thậm chí, có một vài người may mắn đến mức là nhận được tiền nhờ vào may mắn của mình. Đó có thể là gì các mối đầu tư nằm yên trước đó bỗng nhiên sinh lời, hoặc là một số người thì rút thăm trúng thưởng, một số người thì có cơ hội được trúng số đổi đời. Khi mà cầm những khoản tiền này trong tay thì quý vị cũng cần phải nhớ là chi tiêu một cách hợp lý. Bên cạnh đó, trong ngày hôm nay thì cũng được cục diện là ngũ hành nó tương sinh. Nó cho thấy là các bạn đang dành cho người ấy một cái tình cảm chân thành. Con giáp này cảm thấy những cái hy sinh trước đó của mình thực sự là xứng đáng. Các bạn cũng đã được đối phương yêu thương và quan hệ giữa hai người rất là tốt đẹp. Để gia tăng cái may mắn hạnh phúc cho mình thì những người tuổi Thân cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thân. Đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 4 trong chương trình ngày hôm nay mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn không ai khác đó chính là những người tuổi Tuất. Thưa quý vị, những người tuổi Tuất được thực thần nó soi tỏ, vậy nên những người tuổi Tuất cũng không phải lo lắng đến cái chuyện tiền bạc. Đặc biệt là nếu mà bạn là người làm nghề tự do ấy, thì bản mệnh đang được gì ngày càng khẳng định được cái chỗ đứng của mình, nên khách hàng lúc nào cũng nườm nượp. Nói chung trong ngày hôm nay thì tình hình công việc của những người tuổi Tuất cũng khá là gì ổn định. Mọi việc đều nằm trong cái khả năng và cái tầm kiểm soát của các bạn. Nên dù có thay đổi thì cũng đừng lo lắng, cứ bình tĩnh xử lý từng hạng mục một. Bên cạnh đó,
Tài năng và cái sự nỗ lực của những người tuổi Tuất lúc này cũng đã được ghi nhận. Các bạn nhận được cái sự chú ý lớn từ những người xung quanh. Tuy nhiên, quý vị đừng vì quá tự tin mà làm mọi việc một cách quá vội vàng, sẽ gì? Dễ có lỗi và ảnh hưởng đến cái vị thế của các bạn, hình ảnh của các bạn. Tuy nhiên, con giáp này cũng không nên vội vàng thỏa mãn những gì mà mình đang có, bởi chỉ cần dừng lại thôi là các bạn rất dễ rơi vào cái cảnh thụt lùi. Vậy nên các bạn hãy luôn tìm cách đổi mới bản thân, tìm cái hướng đi mới để gì có thể dẫn đầu cái trào lưu và không bị chậm chân so với những người khác nữa. Bên cạnh đó, cái vận trình tình cảm của những người tuổi Tuất trong ngày hôm nay nói chung cũng gặp khá nhiều cái trắc trở. Đó. Nếu không kiểm soát tốt cái tình hình một chút thì các bạn cũng gì chỉ cần một chuyện nhỏ thôi cũng đủ khiến cho các bạn đau đầu cả tháng. Đó là một trong những cái áp lực khiến cho các bạn khó có thể tập trung sang những việc khác trong thời gian này. Nếu một mối quan hệ mà khiến cho bạn cảm thấy khó chịu, không thoải mái trong một cái thời gian dài, hoặc là các bạn cảm thấy là những người mà cố vun vén mà đối phương thì không ấy, thì quý vị cũng nên xem lại nhé. Đừng để mọi thứ nó diễn ra theo cái thói quen khi mà chính các bạn cảm nhận rồi tình yêu không còn đủ lớn nữa. Vì thế, để bảo vệ cái hạnh phúc của mình cũng như là để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc, thì những người tuổi Tuất cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ năm trong ngày 4 tháng 2 ngày Bính Tý thì không ai khác chính là những người tuổi Tý. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì những người tuổi Tý được chính quan soi đường chỉ lối. Nói chung ấy, hôm nay chính là cái ngày mà những người tuổi Tý khẳng định được cái vị thế của mình. Với cái đầu óc minh mẫn, các bạn thường đưa ra được những cái phương pháp giải quyết cái vấn đề cực kỳ là mới lạ. Những người làm lãnh đạo cũng sẽ nhận được cái sự kính trọng và khâm phục của nhân viên cấp dưới. Các bạn đề ra được những cái đường lối đúng đắn, giúp tập thể thoát khỏi cái lối mòn và hướng đến những cái mục tiêu có tính khả thi hơn. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay thì cái thủy nó khá vượng, nên là bản mệnh cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về xương khớp ở người già và những người làm văn phòng. Nếu mà có thời gian thì quý vị hãy tập luyện thể dục thể thao, không nên ngồi một chỗ quá lâu và gì chịu sức ép công việc quá lớn. Vậy nên, để gia tăng thêm cái may mắn và tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tý cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý. Đó là con giáp may mắn thứ 5. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 6 trong ngày hôm nay thì không ai khác đó chính là những người tuổi Hợi. Trong ngày hôm nay thì những người tuổi Hợi được cục diện là Hợi, Tý, Sửu là tam hội. Đấy. Vậy nên cục diện tam hội nâng đỡ, những người tuổi Hợi sẽ nhận được cái sự giúp đỡ của quý nhân, nên là dù gặp phải cái khó khăn thì cũng không có gì đáng phải lo ngại nữa. Đối phương luôn có cách giúp bạn gặp giữ hóa lành, thậm chí là biến nguy thành cơ. Khi mà cơ hội hiếm ai có được nó xuất hiện trước mắt thì các bạn cũng cần phải nhanh chóng nắm bắt, chứ đừng có chần chừ do dự. Các bạn nên tin tưởng hơn nữa vào cái tiềm năng của bản thân mình. Những người tuổi Hợi là những người mà rất là có tài, chỉ là các bạn chưa thể hiện bản thân mà thôi. Vậy nên, để gia tăng thêm may mắn, tài vận cho mình, thì những người tuổi Hợi cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Hợi. Đó là con giáp may mắn thứ 6. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày 4 tháng 2 âm lịch ngày Bính Tý. Và trong ngày 4 tháng 2 âm lịch ngày Bính Tý, chúng ta sẽ có 6 con giáp may mắn được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên, dễ có cơ hội sắm nhà tậu xe, bạc tỷ cầm tay. Đó là những con giáp sau: 1 là tuổi Sửu, 2 tuổi Thìn,
3. Tuổi Thân. 4. Tuổi Tuất. 5. Tuổi Tý. Và 6 là tuổi Hợi. Đó là 6 con giáp được lộc trời cho, đó, dễ có được cơ hội trúng số đổi đời. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.